Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sáng Tạo Việt. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì việc ứng dụng công nghệ nano vào lĩnh vực sinh học, y học của nước ta đang nhận được sự quan tâm, nghiên cứu đặc biệt của các nhà khoa học. Chính vì vậy, trong chương trình Sáng Tạo Việt ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị một sáng chế mới, đó là nano curcumin, có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh lý liên quan đến dạ dày hay đại tràng. Và sáng chế này có gì đặc biệt thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở phần sau của chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với hai đội chơi có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đội Công nghệ Xanh. Đội Công nghệ Xanh đến từ công ty hóa mỹ phẩm Binos với sự hiện diện của thạc sĩ Bùi Quốc Anh và kỹ sư Trần Minh Hải. Xin được trân trọng giới thiệu đội Nguyên Sinh. Đội Nguyên Sinh đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp năng lượng toàn diện với sự hiện diện của kỹ sư Nguyễn Duy Linh và kỹ sư Nguyễn Văn Huấn. Và tất nhiên không thể thiếu trong mỗi chương trình Sáng Tạo Việt, đó là sự hiện diện của hai thành viên hết sức quan trọng, hai thành viên từ ban giám khảo. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và cảm ơn sự hiện diện của tiến sĩ Nguyễn Trần Hùng, Viện Hóa học Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự. Xin được trân trọng giới thiệu và cảm ơn sự hiện diện của dược sĩ, thạc sĩ Nguyễn Thị Vũ Thành, chuyên gia tư vấn về các chương trình y tế công cộng của Quỹ Toàn cầu. Cảm ơn quý vị và hai đội chơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào phần thi đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, phần thi sáng chế với cuộc sống. Curcumin từ lâu đã được biết đến với khả năng hữu hiệu trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh về tiêu hóa, dạ dày. Nhưng curcumin lại có nhược điểm lớn là khả năng tan trong nước hạn chế, tính sinh khả dụng thấp. Vì vậy, việc cải thiện khả năng hấp thu hợp chất curcumin là đề tài và mối quan tâm lớn của các nhà khoa học hiện nay. Thời gian gần đây, một nhóm tác giả đến từ Công ty Cổ phần Công nghệ mới Nhật Hải đã nghiên cứu cho ra đời quy trình điều chế hệ vi nhũ tương nano curcumin với kích thước các hạt nhỏ hơn 100 nanomet, hòa tan tốt trong nước và giữ được cấu trúc, hoạt tính curcumin trong quá trình nano hóa. Điểm mới làm nên sáng chế này đó chính là nhóm tác giả đã sử dụng sóng siêu âm để làm giảm kích thước các hạt tiểu phân có thể thay đổi cấu trúc curcumin mà không làm mất hoạt tính curcumin. Curcumin thu được từ sáng chế có kích thước hạt nano từ 30 đến 50 nanomet, giúp các hạt nano curcumin tan hoàn toàn trong nước, thâm nhập dễ dàng qua màng tế bào, nâng độ hấp thu trực tiếp vào máu lên đến 99%. Với những ưu điểm trên, cùng với tiềm năng ứng dụng rất lớn, quy trình điều chế hệ vi nhũ tương nano curcumin của nhóm tác giả đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp bằng độc quyền sáng chế số 16095 năm 2016 và hứa hẹn sẽ tạo ra những bước ngoặt lớn trong việc nghiên cứu, sản xuất ra các sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh và tăng cường sức khỏe người dân. Kính thưa quý vị, như vậy là qua phóng sự rất là thú vị vừa rồi, một phóng sự ngắn nhưng giúp cho quý vị có một hình dung rất là cụ thể về quy trình sản xuất chế phẩm nano curcumin. Và ngay ở đây trên sân khấu của chương trình Sáng Tạo Việt thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Lưu Hải Minh đến từ Công ty Cổ phần Công nghệ mới Nhật Hải. Xin kính chào ban giám khảo, hai đội chơi và quý khán giả. Cảm ơn anh rất nhiều. Phải nói thực là một cái sáng chế rất là thú vị và cái khoảng thời gian của phóng sự là quá ngắn ngủi để cho tất cả quý vị có thể hiểu về một cái quy trình sản xuất chế phẩm nano curcumin. Tuy nhiên thì thực tế trên thị trường thì có rất là nhiều cái loại nano curcumin, đúng không anh? Vậy thì cái đặc điểm lớn nhất của cái sáng chế này là gì? Cái đặc điểm lớn nhất của sáng chế của chúng tôi là chúng tôi đã làm ra một cái loại nano curcumin dạng dung dịch và có kích thước khá nhỏ, dưới 50 nanomet. Và cái quan trọng nhất là cái sản phẩm này là hòa tan, tan rất tốt trong nước và tăng tính sinh khả dụng lên gấp nhiều lần so với những sản phẩm thông thường. Chúng tôi đã đưa những cái sản phẩm này sang nước ngoài và chúng tôi đã so sánh với những sản phẩm tại Mỹ, tại Úc và tại Brazil, và chúng tôi thấy cái sản phẩm của chúng tôi là có thể tương đương với những sản phẩm tại những đất nước đấy. Vâng. Theo cách hiểu của tôi thì có lẽ là không phải từ khâu mà chúng ta nhập cái nguyên liệu đầu vào, mà có lẽ quan trọng nhất là cái quy trình sản xuất cái chế phẩm này, đúng không anh? Nó tạo nên một cái sản phẩm tốt. Vậy anh có thể cho chúng tôi biết sơ bộ về cái quy trình sản xuất chế phẩm này được không ạ? Quy trình sản xuất chế phẩm nano curcumin dạng dung dịch thì đã được cấp bằng sáng chế số 16095 ngày 13 tháng 10 năm 2016. Quá trình này thì ban đầu là chúng tôi lấy nguyên liệu từ curcuminoid là loại curcumin 3 pic và được nhập nguyên liệu là từ chủ yếu là từ Nghệ, từ Củ Nghệ vàng của Nghệ An, Hưng Yên hoặc là Hải Dương.
qua quá trình thì tạo ra curcuminoid. Thì sau đó là qua quá trình tạo ra một cái hỗn hợp đồng nhất curcuminoid với cả những loại hóa dược nhập khẩu từ châu Âu có tiêu chuẩn EP và USP. Qua quá trình này là quá trình thứ hai là qua quá trình dung siêu âm tạo ra một cái dung dịch chất nang, và sau đó quá trình tạo nhũ. Qua quá trình tạo nhũ thì chúng tôi bắt đầu đến quá trình ly tâm và quá trình chân không thì tạo ra một cái dung dịch đồng nhất, và qua máy lọc thì chúng tôi tạo ra sản phẩm cuối cùng. Vâng, một cái quy trình nghe thì giải thích rất là đơn giản, nhưng quả thực là nó cũng khá là phức tạp để có thể đưa ra một cái sản phẩm tối ưu, đúng không ạ? Và những sản phẩm như chúng ta đã nhìn thấy ở đây, đúng không ạ? Cái tác dụng của curcumin chủ yếu là gì ạ? Curcumin thì từ hàng nghìn năm nay người ta đã biết được một cái tính năng rất là tốt của curcumin, của nghệ, là trị đau dạ dày, đại tràng và những người mà men gan cao. Ngoài ra là đối với cả những cái nhà khoa học ở châu Âu hoặc Nam Mỹ thì người ta còn phát hiện ra là curcumin có những tính năng như là đối với người bị đau răng thì có thể là làm giảm cơn đau răng, hoặc là người bị xoang, hoặc là người bị khớp. Tất nhiên là những cái đấy thì đăng ký ở Việt Nam chưa cho phép, nhưng mà các bài báo khoa học trên thế giới rất nhiều về những sản phẩm đấy. Và cái ứng dụng của curcumin thì ngày càng nhiều, và chủ yếu các cái nghiên cứu về chống ung thư hiện nay là người ta cũng rất nhiều cái sản phẩm người ta lấy nguồn gốc từ curcumin. Và nghe rất là thuyết phục. Theo cái quy trình đấy thì không hiểu là liệu chúng ta còn có thể sản xuất ra được những cái sản phẩm gì khác không, ngoài những sản phẩm mà chúng ta thấy ở đây trong chương trình ngày hôm nay? Sản phẩm này của chúng tôi đã được cấp bằng sáng chế và đã được chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ. Trên cái chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ của chúng tôi thì chúng tôi đã đăng ký là sản phẩm sản xuất ra là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm. Và sắp tới chúng tôi ra loại hóa mỹ phẩm. Mỹ phẩm thì để chuyên cho phụ nữ để chống nám, chống nhăn để làm lành vết thương. Còn hóa mỹ phẩm thì chúng tôi có thể cho vào xà phòng. Và cảm ơn anh Lưu Hải Minh rất là nhiều vì đã chia sẻ trong chương trình Sáng Tạo Việt. Vâng, với hai đội chơi thì rõ ràng là nhiệm vụ của bạn không hề đơn giản, bởi vì các bạn bằng những cái kiến thức của mình sẽ phải đưa ra những cái góp ý làm sao để cho cái quy trình sản xuất chế phẩm nano curcumin này trở nên hoàn thiện hơn, với lại một cái sáng chế có thể nói đã rất hữu ích này rồi. Và các bạn hãy cố gắng để làm tốt công việc của mình. Làm tốt công việc này thì các bạn sẽ nhận được tối đa là 2.000 điểm tương đương với 2 triệu đồng. Và nếu như các bạn có một giải pháp mang tính đột phá được đánh giá từ phía các thành viên ban giám khảo, các bạn có thể nhận thêm 500 điểm thưởng nữa. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời đội công nghệ xanh các bạn bắt đầu phần thi đầu tiên. Xin chào tác giả sáng chế. Thì theo cái quy trình mà điều chế nano curcumin của tác giả thì chúng tôi có một số góp ý như thế này. Thứ nhất là tác giả có dùng đến một số công pháp hóa học, như là tác giả dùng dung môi lecithin để tạo nhũ hay dùng ethanol. Tuy nhiên là cái nhiệt độ phân hủy của curcumin không quá cao, cho nên tôi chỉ sợ là khi tác giả có dùng gia nhiệt ở trong cái quá quy trình này thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái hoạt chất. Và tôi đề nghị là chúng ta có thể tìm một loại xúc tác nào đó để chúng ta có thể hạ được cái nhiệt độ phản ứng của cái phản ứng tạo nano của tác giả. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể bổ sung một phương pháp vật lý nữa. Ở đây chúng tôi thấy có phương pháp siêu âm, rung siêu âm. Chúng ta có phương pháp có dùng ly tâm. Chúng ta có phương pháp tạo chân không, đúng không tác giả? Thì tôi đề nghị là tác giả có thể bổ sung thêm phương pháp tạo nhũ ở ngay trong cái hệ điều chế nano của tác giả. Tạo nhũ tốc độ cao, với cái quy trình tạo nhũ như vậy thì cái thước hạt nano nó có thể nó sẽ nhỏ hơn và nó độn đỉnh nó sẽ cao hơn. Thì tôi có ý kiến cho hai cái đổi mới công nghệ như vậy. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn đội chơi. Đối với sản phẩm của chúng tôi thì giống như là một sản phẩm công nghệ cao thì chúng tôi luôn luôn tạo ra một cái sản phẩm mới hơn, tốt hơn so với sản phẩm cũ đã đăng ký. Và những cái ý kiến của đội chơi thì chúng tôi đã có những cái cải tiến nhất định so với cả cái ban đầu. Ví dụ như là chúng tôi đã hiện nay là để mà tạo được một cái đồng nhất trong hệ thống nano là chúng tôi đã dùng những cái công nghệ bơm màng, những công nghệ mà để tách chiết để làm sao các hạt nano gần như đồng đều, và chúng tôi đã tạo ra những cái sản phẩm nó đồng nhất. Cái thứ hai là để mà các cái khoảng cách giữa các hạt nó đều đặn thì chúng tôi đã dùng những cái nghiên cứu liên tục để làm sao để chúng tôi ra một cái tỷ lệ các loại hóa dược nó hợp lý hơn cái sản phẩm ban đầu để tạo ra cái độ khoảng cách giữa các hạt nano, và chính là như thế nó tạo ra cái sự bền vững giữa hạt nano đối với thời gian. Cảm ơn đội công nghệ xanh, và bây giờ thì chúng tôi xin mời đội nguyên sinh các bạn bắt đầu công việc của mình. Thay mặt đội nguyên sinh đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp năng lượng toàn diện, tôi có một số góp ý đối với sản phẩm của tác giả như sau. Thứ nhất thì tôi thấy sản phẩm của tác giả
hiện đang ở dạng siro lỏng, thì sản phẩm này có lẽ không phù hợp với tất cả mọi người được. Thì tôi có một góp ý, đó là sản phẩm nên có ở dạng khác nữa, ví dụ như là dạng bột hoặc dạng viên nang để có thể tiện cho mọi người mang đi lại. Thứ hai là sản phẩm này có thể bổ sung thêm một số loại hương liệu, ví dụ như là cam, chanh, để phù hợp hơn với lại đối tượng người dùng, ví dụ như trẻ nhỏ chẳng hạn, thì như thế sẽ hữu dụng hơn. Trên đây là một số góp ý của tôi với sản phẩm. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn đội chơi. Ý kiến góp ý của đội chơi là chúng tôi đã nghĩ tới. Về ý kiến là tạo ra cái sản phẩm của chúng tôi mà dạng bột thì cái cách đấy là không thể. Tại vì nguồn gốc sản phẩm này lúc ra từ ban đầu nó là dung dịch trừ cucumin là dạng bột, và qua quá trình nano hóa thì nó đã thành dạng dung dịch, không thể làm dạng bột được. Cái thứ hai là có thể vào viên nang, thì đối với thị trường Việt Nam là chúng tôi sẽ chỉ bán sản phẩm dạng dung dịch, nhưng đối với thị trường châu Mỹ, Nam Mỹ, Bắc Mỹ chúng tôi sẽ bán viên nang. Tiếp theo là cái việc hương liệu của đội chơi, thì cái việc hương liệu đấy thì nếu mà chúng ta cho vào cái sản phẩm này hương cam hoặc là hương nhài hoặc là bất kỳ hương gì thì có thể biến tính và nó ra một cái sản phẩm nó không đồng nhất nữa. Mà cái quan trọng nhất là cái sản phẩm nó phải đồng nhất với kích thước nano và khoảng cách của các hạt nó phải đều đặn. Và khi mà cho một cái hương liệu vào thì rất có thể nó sẽ biến tính. Cảm ơn hai đội chơi. Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong phần thi đầu tiên, có thể nói là một phần thi khó khăn như tôi đã giới thiệu, bởi vì đây rõ ràng là một sáng chế rất là hiệu quả. Dù sao thì chúng tôi thấy rằng là những cái câu trả lời, những cái đóng góp đó của các đội chơi là rất là thông minh, đúng không ạ? Hy vọng là anh sẽ vẫn tiếp tục cái con đường nghiên cứu đấy và đưa ra cái sản phẩm như chúng tôi mong muốn, đó là giá thành sẽ hạ xuống để rất là nhiều người Việt Nam chúng ta có cơ hội để có thể sở hữu một cái sản phẩm rất là tuyệt vời như vậy cho sức khỏe, và đồng thời thì mình cũng có thể đưa cái sản phẩm của mình ra thị trường thế giới để phát triển nó, tạo nên một cái thương hiệu Việt rất là lớn và giúp cho chúng ta có thể tự hào với sự phát triển của khoa học công nghệ Việt Nam. Cảm ơn anh với những đóng góp của mình và chúc anh sức khỏe một lần nữa. Xin cảm ơn. Cảm ơn tác giả sáng chế, chúc mừng hai đội chơi. Như vậy là các bạn đã hoàn thành phần thi đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe những nhận xét đánh giá từ phía hai thành viên của ban giám khảo. Xin trân trọng kính mời. Ở đây có hai đội chơi công nghệ xanh và nguyên sinh, thì mỗi đội đều đưa ra hai cái góp ý. Đối với đội công nghệ xanh, các bạn ấy lo sợ cái chuyện gia nhiệt nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái chất lượng của nano cucumin, thì các bạn ấy có đưa ra một ý kiến là tìm cách để giảm hạ thấp cái nhiệt độ xuống và đưa ra tìm một cái loại xúc tác để tăng cường cái quá trình tạo nano cucumin. Theo tôi cũng giống như là tác giả của sáng chế đã giải thích, thì là trong cái quá trình siêu âm thì chắc chắn là cũng đã có cái phần giảm nhiệt độ của cái hệ nhũ tương này. Đối với ý kiến thứ hai là bổ sung cái phương pháp tạo nhũ tốc độ cao ngay trong quy trình, cũng là cái ý kiến hay. Nhưng mà lúc đấy thì là nếu mà tạo nhũ tốc độ cao thì là sẽ liên quan đến cả quy trình sản xuất và liên quan đến cả cái thành phần chất đưa vào, do đó là sẽ có những ảnh hưởng ít nhiều đến hệ micen và cái chất lượng của nano cucumin, cũng như đây là cái dược phẩm, do đó là cần phải nghiên cứu kỹ hơn để lựa chọn một cái phương pháp thích hợp để là đảm bảo được cái chất lượng của sản phẩm. Đối với đội chơi thứ hai là đội nguyên sinh, thì đưa ra ý kiến về thay đổi cái hình dạng của sản phẩm, tức là dạng bột hoặc là dạng viên nén, thì cũng giống như là ý kiến của tác giả sáng chế, có đưa ra là dạng bột là hầu như là không thể, hoàn toàn không thể, vì là nếu mà ở dạng bột thì là cái nano cucumin nó sẽ không tồn tại ở cái dạng hạt nano nữa, lúc đấy nó sẽ tồn tại ở cái dạng micron, do đó là nó giảm cái hoạt tính, cái dược tính của cái sản phẩm đấy đi, do đó là chỉ có thể là ở dạng nước hoặc là dạng viên nang mềm, tức là vẫn giữ ở cái dạng gần như lỏng đấy. Một ý kiến nữa là có thể bổ sung thêm hương liệu vào trong sản phẩm để phù hợp với nhiều đối tượng người sử dụng. Thì cái ý kiến này cũng là ý kiến hay, nhưng mà theo tôi cũng cần phải nghiên cứu thêm nhiều. Vì là nếu mà bổ sung hương liệu vào thì là cũng là thêm một thành phần vào trong cái sản phẩm này, thì làm thay đổi, ảnh hưởng đến cái hệ micen và ảnh hưởng đến cái dược tính của sản phẩm. Do đó là cần phải nghiên cứu nhiều hơn. Xin hết ạ.
cả hai đội đều đã dành rất là nhiều thời gian để nghiên cứu về một cái quy trình rất là chuyên môn của tác giả đã đưa ra. Và như giám khảo thứ nhất có nói về đội công nghệ xanh thì các bạn đã góp ý về bản thân cái quy trình đó, làm thế nào để sản phẩm hoàn thiện hơn, ví dụ như là kích thước hạt nano nhỏ hơn, và để làm sao về kể cả nhiệt độ nữa, để làm sao ổn định được cái hoạt chất đó và nó được có được một cái sinh khả dụng tốt nhất. Tuy nhiên thì về cái kích thước hạt nano ấy, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta chỉ cần vừa đủ ở cái mức độ là tạo được cái sinh khả dụng cao nhất của nano curcumin đối với người dùng là ổn, chứ không có nghĩa rằng là chúng ta sẽ tham vọng với cái mức độ là cái kích thước hạt nó càng nhỏ càng tốt. Thế còn đối với đội nguyên sinh thì các bạn thiên về việc góp ý làm thế nào để cái sáng chế này nó phục vụ cho thực tiễn cuộc sống một cách tốt nhất. Tôi cũng đồng ý với các bạn về việc là chúng ta cần phải đa dạng hóa cái dạng dùng của sản phẩm, bởi vì bản thân cái dạng lỏng đó nó cũng mang lại khá nhiều bất tiện cho cái việc mà chúng ta sử dụng. Và như giám khảo thứ nhất cũng nói rằng là có thể sử dụng dạng viên nang mềm mà vẫn phát huy được cái tác dụng của sản phẩm, nhưng mà nó sẽ tiện dụng hơn. Cái ý kiến của các bạn, trăn trở các bạn về cái việc là nó thân thiện cho người dùng kể cả từ vị, bởi vì kể cả trẻ con, rồi người lớn, người già, làm thế nào để mà sử dụng tốt nhất được cái sản phẩm này. Và bên cạnh đó thì riêng ý kiến cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là đối với các cái sản phẩm nano curcumin ở trên thị trường hiện nay thì họ đều cho thêm cái piperin là một cái thành phần hóa học trong hồ tiêu để tăng cường cái tác dụng của nano curcumin. Nhưng hiện nay đối với sản phẩm này, khi mà thương mại hóa ra sản phẩm vừa mới chúng ta vừa nhìn thấy thì chưa có cái thành phần đó. Cảm ơn các bạn. Xin được trân trọng cảm ơn những nhận xét đánh giá từ phía hai thành viên của ban giám khảo. Ở phần thi đầu tiên này thì đội công nghệ xanh và đội nguyên sinh các bạn đều rất cố gắng. Đội công nghệ xanh các bạn nhận được 1.650 điểm, tương đương với 1.650.000 đồng. Chúc mừng các bạn. Với đội nguyên sinh các bạn cũng đã rất cố gắng và phần thi này các bạn nhận được 1.600 điểm, tương đương với 1.600.000 đồng. Như vậy là cả hai đội chơi chúng ta đã có một khởi đầu khá suôn sẻ phần thi đầu tiên. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời cả hai đội chúng ta sẽ bước tiếp đến phần thi thứ hai trong chương trình ngày hôm nay, phần thi khởi nghiệp cùng sáng chế. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phần thi thứ hai trong chương trình ngày hôm nay, phần thi khởi nghiệp cùng sáng chế. Kính thưa quý vị, ở phần thi thứ hai này thì dưới góc độ là người hợp tác, đầu tư, tiếp nhận, chuyển giao, sáng chế, giải pháp công nghệ thì trong vòng 3 phút, hai đội chơi chúng ta sẽ trình bày phương án khởi nghiệp của mình, làm thế nào để có thể đưa sáng chế nano curcumin vào ứng dụng thực tế một cách hiệu quả nhất. Và tất nhiên ban giám khảo sẽ nhận xét, đánh giá và cho điểm phần thi này dựa trên những nội dung liên quan đến khởi nghiệp cùng sáng chế. Và phần thi này thì số điểm tối đa mà mỗi đội chơi có thể nhận được đó là 4.000 điểm, tương đương với 4 triệu đồng. Bây giờ chúng tôi xin mời đội công nghệ xanh các bạn bắt đầu phần thi thứ hai. Vâng. Lời đầu tiên thì đội công nghệ xanh xin được gửi lời chào đến quý vị ban giám khảo, quý khán giả cùng toàn thể các bạn đang xem đài ngày hôm nay ạ. Sau đây đội công nghệ xanh xin phép được trình bày phần thi khởi nghiệp cùng sáng chế, quy trình điều chế hệ vi nhũ tương của tác giả Lưu Hải Minh. Thì phần đầu tiên đó là mô hình doanh nghiệp. Thì đội chơi lựa chọn mô hình doanh nghiệp là hợp tác với tác giả sáng chế để cùng triển khai kinh doanh sản phẩm nano curcumin. Phần thứ hai là phần chính sách giá của sản phẩm. Thì đội chơi định giá sản phẩm dựa trên phương pháp chi phí. Cụ thể ở đây là chi phí sản xuất là 200.000, chi phí nhân công cộng quản lý là 100.000 và chi phí marketing là 350.000 đồng trên một sản phẩm. Tổng chi phí là 650.000. Và đội chơi mong muốn cái lợi nhuận là khoảng 250.000 một sản phẩm. Do đó giá thành của một sản phẩm sẽ là khoảng 900.000. Tiếp theo là về thị trường. Thì với cái giá là 900.000 một sản phẩm thì đội chơi sẽ nhắm đến thị trường mục tiêu, đó là những người có thu nhập từ mức trung bình khá trở lên. Đối tượng chủ yếu của sản phẩm nano curcumin là những người mắc các bệnh liên quan đến dạ dày, đại tràng, gan, mật và những người phụ nữ có nhu cầu làm đẹp. Đội chơi sẽ xác định hai kênh phân phối cho sản phẩm nano curcumin. Kênh phân phối thứ nhất đó là kênh truyền thống, là đội chơi sẽ mở các văn phòng giao dịch và các cửa hàng đại lý độc quyền tại các ngã tư để phân phối trực tiếp cái sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Kênh phân phối thứ hai là hệ thống kênh phân phối liên kết dọc VMS. Đội chơi sẽ phân phối sản phẩm từ nhà sản xuất đến các bệnh viện hoặc là các nhà thuốc và các đại lý. Phần tiếp theo là giải pháp về truyền thông. Thì đội chơi chia làm 3 giai đoạn.
Giai đoạn thứ nhất, tham gia vào các hội, nhóm, câu lạc bộ và thông qua cái sự giao lưu chia sẻ giữa các thành viên trong các hội nhóm đó để chúng ta giới thiệu sản phẩm và bán sản phẩm để thu về những cái doanh thu ban đầu. Đến giai đoạn thứ hai, tức là sau khi chúng ta đã có một cái mức doanh thu nhất định thì chúng ta sẽ sử dụng cái lợi nhuận trích ra từ doanh thu đó để xây dựng các website, fanpage và cộng đồng người dùng. Và giai đoạn thứ ba, đó là chúng ta phải chăm sóc cái cộng đồng người dùng mà chúng ta đã thành lập ở giai đoạn thứ hai nhằm tăng giá trị thương hiệu của sản phẩm Nano Cucumin. Phần cuối cùng là phần tài chính. Về phương án sản xuất thì doanh nghiệp sẽ đầu tư xây dựng trang thiết bị, máy móc, nhà xưởng để tự sản xuất và gia công đóng gói sản phẩm. Sau đó thì chúng ta có thể nghĩ đến việc tự tạo ra nguyên liệu đầu vào nhằm tối đa hóa lợi ích từ chuỗi cung ứng giá trị. Về vốn đầu tư và cơ cấu sử dụng thì doanh nghiệp cần có thời gian đầu là nguồn vốn là 10 tỷ đồng. Thì trong 10 tỷ đồng đó, doanh nghiệp sẽ đầu tư máy móc sản xuất khoảng 5 tỷ đồng, nghiên cứu và phát triển sản phẩm là 3 tỷ đồng và phân phối truyền thông bán hàng 2 tỷ đồng. Chúng ta sẽ thu hồi vốn 10 tỷ đồng sau 5 năm. Xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn phần trình bày của đội Công nghệ Xanh. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời đội Nguyên Sinh, các bạn tiếp tục. Đội Nguyên Sinh xin chào ban giám khảo cũng như là đội chơi và toàn bộ các vị khán giả xem truyền hình. Sau đây thì đội Nguyên Sinh xin trình bày cái chương trình khởi nghiệp qua quy trình điều chế hệ vi nhũ tương Nano Cucumin. Về giá trị cốt lõi của sáng chế thì sáng chế sản xuất ra được các chế phẩm như cucumin, quercetin và rutin có khả năng tan tốt trong nước và làm tăng cái tính sinh khả dụng của những hợp chất trên. Qua đó cung cấp cho xã hội được các cái sản phẩm ứng dụng từ sáng chế này hỗ trợ được việc điều trị các bệnh như là ung thư, rồi viêm nét dạ dày, tăng cường chức năng gan mật và đồng thời phục hồi sức khỏe cho phụ nữ sau sinh. Ưu điểm vượt trội của sáng chế đó là giữ nguyên được cái bản cấu trúc cucumin khi vào trong dạ dày và từ đó sẽ phát huy được tối đa cái tác dụng của nó. Tính năng và tác dụng cụ thể thì với hàm lượng nano cucumin từ 12% trong kích thước hạt nano ổn định là từ khoảng 30 đến 50 nanomilimet thì các hạt cucumin khi vào sẽ vào sâu trong tế bào được tăng lên cao hơn, giúp cho nâng cao cái quá trình hấp thụ hợp chất này và điều trị các bệnh nó được tối ưu hơn. Về giải pháp thị trường thì đưa ra cái phương án là sẽ hợp tác với tác giả cùng triển khai kinh doanh. Ở đây thì theo mô hình là 35% cho tác giả và 65% cho doanh nghiệp. Giá dự kiến thì sản phẩm Nano Cucumin đưa ra thị trường là khoảng 900.000 đồng trên một nọ là 50ml. Về cơ cấu giá thì sẽ để là 30% cho sản xuất, 25% cho nhà phân phối, 5% cho marketing và các chi phí khác và 10% để phục vụ cho nhân sự, còn lại là 30% cho việc đầu tư cũng như là lợi nhuận thu được. Về phân khúc thị trường thì sẽ tập trung vào các cái thành phố lớn như là Hà Nội cũng như là thành phố Hồ Chí Minh. Và khách hàng mục tiêu ở đây thì sẽ tập trung vào độ tuổi từ 40 trở lên. Những người mà mắc các cái chứng bệnh về ung thư, về viêm nét dạ dày và các cái bệnh về viêm gan, mật. Về kênh phân phối thì sẽ phân phối qua các kênh như bệnh viện, nhà thuốc, chợ thuốc và các cái công ty dược phẩm. Về giải pháp truyền thông thì xây dựng theo kênh truyền thông online và truyền thông offline. Về truyền thông online thì sẽ đầu tư xây dựng các cái nội dung video hấp dẫn về sản phẩm và đánh đúng cái tâm lý khách hàng, đồng thời quảng bá mạnh thương hiệu trên website, qua email marketing, qua các cái mạng xã hội và qua các cái diễn đàn, và đặc biệt đó là việc chia sẻ từ bạn bè cũng như khách hàng đã sử dụng. Đối với truyền thông offline thì xây dựng các cái chương trình dùng thử sản phẩm hoặc thiết kế các banner poster thu hút quảng bá tại hội chợ, chợ thuốc cũng như nhà thuốc, qua các cái quảng cáo radio trên các cái đài truyền thanh của phường, và một hình thức nữa đó là truyền miệng trực tiếp từ khách hàng. Về phương án sản xuất thì sẽ tự mở và xây dựng nhà xưởng, thuê chính nhân công tại địa phương để sản xuất, giảm thiểu được chi phí. Cái nữa là sẽ phối hợp với các đơn vị nghiên cứu có cái trang thiết bị chưa sử dụng hết công suất. Về vốn thì đầu tư ban đầu cần 2 tỷ đồng để duy trì trong 1 năm và huy động vốn từ quỹ khởi nghiệp, kêu gọi các nhà đầu tư, các dự án về sức khỏe cũng như là về cộng đồng. Và thứ ba là kêu gọi góp vốn cổ phần đầu tư từ người thân cũng như bạn bè. Về sử dụng nguồn vốn thì sẽ sử dụng 50% cho chi phí sản xuất, 20% cho quản lý nhân sự và 30% cho việc marketing cũng như truyền thông và các hoạt động chi phí khác.
Với cái mô hình như này thì mong muốn của đơn vị là điểm hòa vốn là kỳ vọng trong khoảng 1 năm đầu mình sẽ thu hồi được vốn và sản lượng sản phẩm bán ra là khoảng 7.500 lọ. Đến đây thì đội Nguyên Sinh xin chân thành cảm ơn ban giám khảo, đội chơi và khán giả xem truyền hình đã theo dõi nội dung của đội chơi. Chúc mừng hai đội chơi, như vậy là các bạn đã hoàn thành xong phần thi trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là những nhận xét đánh giá từ phía hai thành viên của ban giám khảo. Xin trân trọng kính mời. Phải nói là tôi rất là hứng thú khi mà xem cái phần trình bày của hai đội. Các bạn không phải là những người marketing chuyên nghiệp, cũng không phải là một CEO, các bạn rất là trẻ. Nhưng mà tuy nhiên thì các bạn đã đều đưa ra những cái giải pháp thương mại hóa sáng chế một cách rất là toàn diện về các mặt. Các bạn đều có đưa ra những ý kiến về việc là làm thế nào để mà có kết hợp giữa cái tác giả của sáng chế đối với cả doanh nghiệp. Thì một đội thì đưa ra rằng là chúng ta phải trả 10% cái số tiền, ít nhất 10% số tiền lợi nhuận của doanh nghiệp cho chủ của sáng chế theo như luật. Và một đội thì các bạn đưa ra là góp giống như góp cổ phần, 35% và 65%. Thì tất nhiên là đấy là tùy theo cái tình hình thực tế như thế nào. Còn nếu như trong trường hợp mà tác giả sáng chế không tham gia cổ phần cùng với doanh nghiệp thì thường mọi người sẽ chi trả theo doanh số bán hàng. Bởi vì cái con số về lợi nhuận thì nó rất là khó để kiểm soát và nó là con số bí mật, mang tính chất bảo mật của các doanh nghiệp. Vấn đề mà đối với đội công nghệ xanh, tôi chỉ nhắc nhỏ một chút thôi. Đối với thông tin của Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam ấy, họ đưa ra rằng là hiện nay dân số Việt Nam có khoảng 26% có bệnh lý về dạ dày, còn lại thì là khoảng 70% là có nguy cơ mắc các bệnh lý về dạ dày, chứ không phải là 70% dân số Việt Nam mắc các bệnh về dạ dày đâu ạ. Nhưng mà 26% cũng là con số quá lớn, là một cái thị trường mục tiêu vô cùng lớn cho cái chỉ định của sản phẩm. Và với cả hai đội thì tôi đều thấy là các bạn cho những cái thông tin rất là kỹ về giá thành cũng như là về thị trường mục tiêu cũng như là các cái kênh truyền thông. Tuy nhiên thì đâu đó các bạn cũng chưa hẳn là đã trình bày được đầy đủ về phần các cái kênh bán hàng, bao gồm có cái kênh mà bán hàng vào bệnh viện là ETC và cái kênh bán hàng cho nhà thuốc là OTC, cũng như là cái kênh bán hàng online và kênh bán hàng có thể là sản phẩm có thể là sẽ phải bán theo cả cái kênh hội thảo. Hội thảo ở đây không có nghĩa là nhà thuốc, bệnh viện, mà đối với cả các nhóm người tiêu dùng, ví dụ như là hội các cái hiệp hội tại các địa phương họ bán hàng trực tiếp, thì đấy cũng là một kênh bán hàng. Rồi một tiếp theo nữa là kênh tiếp thị liên kết, là một cái kênh mà cũng rất là tốt trong cái việc mà bán hàng. Rồi đối với cả cái phân khúc thị trường thì chúng ta cần phải dựa vào cái chỉ định sản phẩm đã được phê duyệt. Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào việc mà đối với chỉ định là dạ dày, viêm loét dạ dày tá tràng chẳng hạn, thì chúng ta cũng nhận diện kể cả về giá thành của sản phẩm để biết rằng là cái thu nhập bằng cái tầm như các bạn nói là trung bình khá trở lên để mà mua được cái sản phẩm này. Tuy nhiên nếu mà chúng ta chỉ có tập trung vào thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì đấy có thể là ban đầu, chứ còn sau đó không phải chúng ta sẽ rất là sót rất là nhiều những cái mảng thị trường khác, chứ không nhất thiết là chỉ ở hai thành phố lớn đó. Và một vấn đề nữa mà tôi muốn nói với cả các bạn là vấn đề xuất khẩu. Như tác giả cũng đã nói thì chúng ta cũng chưa nói đến cái vấn đề đó. Vâng, một lần nữa thì xin chúc mừng các bạn và cảm ơn các bạn. Đối với phần này thì tôi chỉ xin phép bổ sung một chút ý kiến so với ý kiến của giám khảo thứ nhất. Thì theo tôi thì cả hai đội đều đã hoạch định được cái kế hoạch kinh doanh, sản xuất kinh doanh của mình, từ sản xuất, từ kế hoạch vốn, các kênh bán hàng, kênh phân phối, cũng như là kế hoạch truyền thông. Đối với đội thứ nhất thì các bạn đưa ra cái số liệu là 50 triệu đô cho cái phân khúc thị trường, theo tôi là hơi lãng mạn. Tuy nhiên thì các bạn đã có những cái số liệu thống kê nhất định. Số liệu thống kê này nó sẽ giúp các bạn hoạch định rõ cái thị trường. Các bạn chọn là thị trường thành phố đô thị, các bạn chọn rõ là phân phối ở các cái khu chung cư cao cấp. Tuy nhiên các bạn lại chưa chú ý đến cái thị trường ở nông thôn, thị trường ở vùng xa. Thì ở đây chủ yếu, theo tôi là chủ yếu cho người bệnh. Thì cả hai đội đều không có ý kiến nào đưa ra các cái ý kiến phân phối cho người bệnh ở vùng nông thôn, thì cũng không có ý kiến nào đưa ra thông qua các cái quỹ nhân đạo hoặc các quỹ từ thiện. Thì vì sao? Vì các hoạt động của các quỹ nhân đạo thì cũng sẽ góp phần rất tốt cho cái chuyện truyền thông cho sản phẩm, theo tôi như vậy. Cũng giống như giám khảo thứ nhất có đưa ra là cả hai đội đều chưa đề cập đến cái chuyện xuất khẩu của sản phẩm ra nước ngoài. Thứ hai nữa là cả hai đội đều chưa có kế hoạch, vì đây là một sản phẩm thực phẩm chức năng có dược tính giống như là thuốc, thì cả hai đội đều chưa có kế hoạch cụ thể về việc theo dõi người dùng, theo dõi và thống kê kết quả điều trị. Theo tôi cái phần này cũng là cái phần đáng kể để doanh nghiệp quan tâm. Xin hết ạ.
Xin được trân trọng cảm ơn những nhận xét đánh giá từ phía hai thành viên của ban giám khảo. Và với các đội chơi thì các bạn đã rất nỗ lực ở phần thi thứ hai này. Đội công nghệ xanh ở phần thi thứ hai, các bạn thi đấu rất tốt, nhận được 3.200 điểm. Và tổng điểm các bạn có được sau khi đã vượt qua hai phần thi trong chương trình ngày hôm nay đó là 4.850 điểm, tương đương với 4.850.000 đồng. Chúc mừng các bạn. Đội Nguyên Sinh, các bạn cũng đã nỗ lực rất là nhiều và ở phần thi này thì các bạn nhận được 3.000 điểm. Và tổng điểm các bạn có được sau khi đã vượt qua hai phần thi trong chương trình ngày hôm nay đó là 4.600 điểm, tương đương với 4.600.000 đồng. Chúc mừng các bạn. Vậy là qua hai phần thi thì đội công nghệ xanh vẫn là đội vượt lên dẫn trước, nhưng mà cái số điểm thì khá sát sao, đó là 250 điểm mà thôi. Mọi cơ hội đều ở phía trước dành cho hai đội chơi. Tuy nhiên, trước khi bước đến phần thi tiếp theo trong chương trình hôm nay thì một lần nữa chúng ta hãy nói lời cảm ơn đến sự đóng góp rất tích cực của hai thành viên ban giám khảo. Chúng tôi rất mong là quý vị sẽ giữ sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng chương trình Sáng Tạo Việt ở những số tới. Cảm ơn hai thành viên từ ban giám khảo và chúng tôi xin mời hai đội chơi chúng ta tiếp tục phần thi tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay có tên gọi Lựa Chọn Thông Minh. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phần thi thứ 3 trong chương trình ngày hôm nay, phần thi Lựa Chọn Thông Minh. Kính thưa quý vị, ở phần thi thứ 3 này thì chương trình sẽ có hai tình huống với hai câu hỏi dành cho các đội chơi liên quan đến kiến thức bổ ích về việc thành lập, quản trị, điều hành doanh nghiệp, các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ trong thực tế. Và sau mỗi tiểu phẩm thì chúng tôi sẽ có một câu hỏi dành tới cho các đội chơi và nhiệm vụ của hai đội chơi đó là bấm đèn trả lời câu hỏi theo việc là lựa chọn phương án A, B hoặc C. Bấm đèn trước trả lời đúng chúng ta có 500 điểm, bấm đèn sau trả lời đúng chỉ có 300 điểm mà thôi. Và ở phần thi thứ 3 này thì chúng tôi sẽ dành cho hai đội chơi một lần duy nhất sở hữu chữ S may mắn. Nếu các bạn dùng chữ S may mắn để đặt cược, trả lời đúng ở câu hỏi đó thì số điểm sẽ được nhân lên gấp đôi. Còn nếu trả lời sai thì chúng tôi sẽ trừ đi của các bạn 250 điểm. Hy vọng là cả hai đội chơi chúng ta, đội công nghệ xanh và Nguyên Sinh sẽ thật sự cố gắng ở phần thi mang tính chất quyết định ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời hai đội chơi chúng ta theo dõi đoạn phim tình huống sau đây. Thế nào? Việc tôi giao cho cô cậu xử lý tiến hành đến đâu rồi, báo cáo đi. Dạ báo cáo sếp là tình hình căng thẳng lắm sếp ạ. Căng thẳng thì phải tìm cách mà tháo gỡ mà giải quyết chứ. Tại sao giờ này tôi hỏi vẫn còn căng thẳng là thế nào? Dạ thưa sếp, thật ra là bọn em rất cố gắng để đàm phán rồi, nhưng mà thực sự là hết cách sếp ạ. Dạ. Bây giờ chỉ còn cách là kiện họ ra tòa thôi ạ. Cái gì? Kiện ra tòa ấy à? Không được. Sao lại không được hả sếp? Nếu như bây giờ không ra tòa để phân định xem là ai đúng ai sai thì cứ tranh chấp mãi thế này ạ. Mặt khác, đối tác họ lại không có thiện chí và có thái độ bất hợp tác ạ. Kiện ra tòa. Các cô các cậu phải hiểu rằng là cái việc mà kiện tụng nhau ra tòa ấy là vô cùng phức tạp và không nên. Bởi vì đối tác của chúng ta là người nước ngoài. Và hơn nữa, việc xét xử sẽ đưa ra công khai, như thế sẽ ảnh hưởng đến uy tín của công ty ta còn gì nữa. À đúng rồi, em nghe nói là việc tranh chấp thương mại có thể giải quyết bằng trọng tài thương mại đấy sếp ạ. Trọng tài thương mại à? Việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại thì thủ tục giải quyết tranh chấp đơn giản hơn so với tòa án. Và trọng tài thương mại thì giải quyết không công khai, tức là chỉ có hai bên. Và thêm vào đó ấy, là quyết định của trọng tài thương mại có giá trị trung thẩm và buộc các bên phải thi hành sếp ạ. Vậy thì tốt quá rồi. Dạ vâng. Dạ. Thưa sếp, nhưng mà theo như em được biết ấy, việc giải quyết bằng trọng tài thương mại chỉ được tiến hành khi tòa án từ chối giải quyết thôi ạ. Thì làm gì có chuyện đấy. Theo tôi biết ấy, thì chỉ cần hai bên thỏa thuận trọng tài trước hoặc sau khi tranh chấp là được chứ nhỉ. Có cái việc này mà cô cậu vẫn còn lăn tăn là thế nào? Tôi không cần biết đến trọng tài thương mại là thế nào thì tôi cũng hiểu rằng mời một trọng tài thương mại là vô cùng tự do và dễ dàng. Chỉ cần một trong hai bên gửi đơn yêu cầu đến là sẽ được giải quyết thôi. Dạ không tự do thế được đâu sếp ạ. Có quy định đấy, thế nhưng mà về cái vấn đề này thì em lại không nắm chắc. Trời ơi, cái lúc nước sôi lửa bỏng như thế này mà lại còn không nắm chắc. Thôi được rồi, cô cậu về tìm hiểu cho thật kỹ rồi báo cáo lại tôi. Dạ vâng ạ. Nhanh lên đấy. Sau khi đã theo dõi đoạn phim tình huống, câu hỏi dành tới cho hai đội chơi chúng ta như sau. Theo quy định, tranh chấp thương mại được giải quyết bằng trọng tài thương mại trong trường hợp nào sau đây? A. Tranh chấp bị tòa án từ chối giải quyết. B. Một trong hai bên nộp đơn ra cơ quan trọng tài để yêu cầu giải quyết. Hay C. Hai bên có thỏa thuận trọng tài trước hoặc sau khi tranh chấp. Xin mời hai đội chơi.
hai đội chơi chúng ta đều sử dụng chữ S may mắn để đặt cược ở câu hỏi này. Và dường như thì họ cũng chưa có được cái đáp án chính xác cho mình, cho nên là họ rất là thận trọng. Cuối cùng thì cả hai đội, đội Công nghệ Xanh và đội Nguyên Sinh cũng lựa chọn phương án B là câu trả lời. Và đội Nguyên Sinh là đội đưa ra phương án trả lời trước. Tuy nhiên điều quan trọng nhất chúng ta phải chờ xem đáp án chính xác từ chương trình là gì. Thưa quý vị và các bạn, luật trọng tài thương mại hiện hành quy định trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận và được tiến hành theo quy định của luật này. Thỏa thuận trọng tài là thỏa thuận giữa các bên về việc giải quyết bằng trọng tài tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh. Điều 5 luật trọng tài thương mại quy định tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài nếu các bên có thỏa thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp. Với sự giải thích này thì phương án trả lời đúng ở đây không phải là phương án B, mà đó là phương án C. Rất tiếc là cả hai đội chơi chúng ta đều sử dụng chữ S may mắn để đặt cược ở câu hỏi này. Và chúng tôi đành phải làm một động tác là trừ đi 250 điểm cho mỗi một đội chơi chúng ta. Như vậy, sau khi chúng ta đã vượt qua được câu hỏi đầu tiên ở phần thi thứ 3, thì đội Công nghệ Xanh thời điểm hiện tại các bạn có 4.600 điểm tương đương với 4.600.000 đồng. Với đội Nguyên Sinh, ở thời điểm hiện tại sau khi đã vượt qua câu hỏi số 1 ở phần thi thứ 3 thì số điểm còn lại của các bạn đó là 4.350 điểm tương đương với 4.350.000 đồng. Dù sao thì cơ hội dành cho hai đội chơi chúng ta chưa hết. Hãy cố gắng chú ý để trả lời thật tốt ở câu hỏi tiếp theo. Nhưng trước khi đến với câu hỏi tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi đoạn phim tình huống. Rất cảm ơn anh chị, cảm ơn anh. Dạ. Mong rằng là anh chị đầu tư công sức và thời gian để mà sản xuất và phân phối sáng chế này của tôi. Dạ. Với cái tiềm lực tài chính của công ty bên em thì anh cứ yên tâm. Cộng với lại 5 năm kinh nghiệm quản trị kinh doanh ở nước ngoài của cô Hồng đây thì chắc chắn doanh nghiệp khởi nghiệp của chúng ta tạo ra sẽ thắng lớn, chắc chắn sẽ thắng lớn anh ạ. Điều cốt lõi ở đây là sản phẩm này đã được cấp bằng độc quyền sáng chế. Đây là một lợi thế rất lớn khi đưa sản phẩm này ra thị trường anh ạ. Và để đưa được sản phẩm ra thị trường, chúng ta phải thiết kế cho nó một nhãn hiệu thật là bắt mắt, dễ nhận biết. Để chúng ta còn đăng ký tại Cục Sở hữu Trí tuệ anh ạ. Sao ạ? Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ấy ạ? Nhãn hiệu tức là dấu hiệu dễ nhận biết dưới dạng chữ cái, từ ngữ hoặc là hình ảnh, hoặc kết hợp tất cả các yếu tố đó lại. Nhãn hiệu có thể được thể hiện từ một hoặc là nhiều màu sắc khác nhau. Nhãn hiệu có thể được dùng để phân biệt hàng hóa giữa các tổ chức với nhau anh ạ. À, ra là vậy. Anh quả đúng là chuyên gia đấy nhá. Theo em hiểu thì việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu không chỉ giúp chúng ta tạo ra trên thị trường một sản phẩm riêng của chúng ta, mà còn giúp chúng ta ngăn chặn sự cạnh tranh của đối thủ, tránh tình trạng là sao chép và làm nhái sản phẩm của chúng ta anh ạ. Nhưng cho tôi hỏi này, sau khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu rồi ấy, thì chúng ta sẽ được bảo hộ trong thời gian bao lâu ạ? Sau khi chúng ta đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu Trí tuệ thì nhãn hiệu sẽ được thẩm định. Nếu như đáp ứng được các điều kiện bảo hộ thì sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, và nhãn hiệu sẽ có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn anh ạ. 10 năm ạ? Chỉ có 10 năm thôi ạ. Vâng ạ. Tôi tưởng là sau khi mà đăng ký bảo hộ nhãn hiệu rồi thì sản phẩm sẽ được bảo hộ trong suốt thời gian tồn tại của nó chứ. Đúng thế. Nhãn hiệu, thương hiệu chúng ta xây dựng cả đời, sao có thể đổi được? Chắc là chúng ta có quyền gia hạn thêm nhiều lần chứ anh? Cái việc gia hạn thì chúng ta chưa bàn tới, nhưng cái việc đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu Trí tuệ là cái việc rất cần thiết, chúng ta cần phải tiến hành ngay anh ạ. Dạ vâng, đúng vậy ạ. Nhất trí. Dạ. Câu hỏi dành tới trai đội chơi chúng ta như sau. Theo quy định, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực trong thời gian bao lâu? A. 10 năm kể từ ngày nộp đơn. B. Từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm. Hay C. Trong suốt thời gian tồn tại của nhãn hiệu mà không cần gia hạn. Xin mời hai đội chơi. Như vậy, hai đội đã lựa chọn khác nhau và rất hồi hộp chúng ta chờ xem đáp án chính xác từ câu hỏi này là gì. Thưa quý vị và các bạn, nhãn hiệu là dấu hiệu được nhìn thấy dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình ảnh, hình vẽ, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc và dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác. Điều 93 Luật Sở hữu Trí tuệ quy định về hiệu lực của văn bằng bảo hộ, trong đó có quy định giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm. Như vậy phương án trả lời đúng ở đây là phương án B. Xin chúc mừng đội Nguyên Sinh. Rất là ngoạn mục, như vậy là đội Công nghệ Xanh. Thật tiếc là thời điểm này thì các bạn đưa ra phương án trả lời không chính xác. Và điểm số các bạn ở thời điểm hiện tại sau khi đã vượt qua cả 3 phần thi trong chương trình ngày hôm nay đó là
4.600 điểm tương đương với 4.600.000 đồng. Chúc mừng các bạn. Với đội Nguyên Sinh thì các bạn bị dẫn từ suốt đầu chương trình đến giờ. Chưa một giờ phút nào các bạn có thể vượt qua được Công nghệ Xanh. Nhưng điều quan trọng nhất ở câu hỏi cuối cùng các bạn trả lời đúng. Và hãy xem điểm số các bạn như thế nào. Chúng tôi cộng vào quỹ điểm của các bạn 500 điểm nữa. Và điểm số các bạn có được sau khi đã vượt qua 3 phần thi trong chương trình hôm nay đó là 4.850 điểm tương đương với 4.850.000 đồng. Chúc mừng các bạn. Và chúng ta một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho đội Nguyên Sinh. Một sự thi đấu rất ngoạn mục và các bạn trở thành đội chiến thắng, bước vào phần thi cuối cùng cho chương trình Sáng tạo Việt, phần thi đặc biệt. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phần thi cuối cùng trong chương trình Sáng tạo Việt hôm nay. Phần thi đặc biệt với sự hiện diện của hai thành viên của đội Nguyên Sinh. Ở phần thi đặc biệt này thì chúng ta sẽ phải trả lời 5 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức xã hội liên quan đến chủ đề của chương trình ngày hôm nay trong khoảng thời gian rất ngắn, 60 giây thôi. 60 giây đó thì chúng ta trả lời được 5 câu hỏi thì các bạn sẽ nhận được phần quà trị giá 2 triệu đồng từ ban tổ chức của chương trình. Và chúng ta hãy nhớ là có tối đa 2 lượt trả lời cho một câu hỏi. Hãy cố gắng để trả lời đúng và nhận được phần thưởng này. Hy vọng là các bạn có thể tập trung để làm được. Đồng ý chưa ạ? Vâng, sẵn sàng chưa ạ? Vâng. 60 giây bắt đầu. Câu 1, trong hệ đo lường quốc tế, nanomet là đơn vị đo lường có kích thước bằng A 1/1000m, B 1/1000m hay C 1/1000m? C. Đúng. Câu 2, ngày 29 tháng 12 năm 1959, một nhà vật lý học đã có một bài phát biểu nổi tiếng mở đường cho những nghiên cứu ở cấp độ phân tử được coi là khai sinh của ngành công nghệ nano. Ông là ai? A. Richard Feynman, B. Albert Nobel hay C. Albert Einstein? À. Đúng. Câu 3, với đóng góp cho nghiên cứu cơ bản về điện động học lượng tử và vật lý hạt cơ bản, Richard Feynman có được trao giải thưởng Nobel vật lý vào năm nào? A 1955, B 1965 hay C 1985? B. Đúng. Câu 4, Richard Feynman là người Do Thái mang quốc tịch A Mỹ, B Nga hay C Pháp? A. Đúng. Câu 5, Richard Feynman được sinh ra vào năm nào? A năm 1918, B năm 1938 hay C năm 1958? A. Đây là câu trả lời cuối cùng các bạn. Và rất tiếc là chúng tôi không thể giữ lại được giải thưởng. Các bạn đã giành được chiến thắng. Vâng, rất là giỏi. 5 câu hỏi chưa hết thời gian, chúng ta trả lời đúng hết. Hai thành viên phải nói là đã thi đấu rất là xuất sắc ở những giờ phút cuối cùng, đúng không ạ? Một câu hỏi cuối cùng thì chúng ta vượt qua đội Công nghệ Xanh. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhận về phần thưởng trị giá 2 triệu đồng từ ban tổ chức chương trình nữa. Cảm ơn các bạn. Các bạn là đội chơi phải nói là rất xứng đáng. Và ngày hôm nay chúng tôi nghĩ rằng là các bạn đã có một cái trải nghiệm thú vị, đúng không ạ? Với lại công nghệ nano cucumin. Hy vọng là các bạn cũng tiếp tục giữ trong mình cái ngọn lửa say mê khoa học ấy để có thể có những cái sáng chế cho riêng mình để đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tin tưởng rằng khởi nghiệp trên nền tảng sáng tạo, mà cụ thể ở đây là khởi nghiệp từ chính việc tạo ra những ứng dụng, các sáng chế, những giải pháp công nghệ mới sẽ là cơ sở, nền tảng vững chắc cho các bạn trẻ khởi nghiệp thành công, mang lại lợi ích to lớn và bền vững cho các nhà khởi nghiệp và cho toàn xã hội nữa. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Sáng tạo Việt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.